Việc bạn là cái hồ trước của cái nhà thờ ở đây là thờ tổ nghiệp của cái thờ tổ của làng Lập Phúc này đây, và trước này có một cái hồ rất là mát, cây cối rất là mát đó các bạn ạ. Và xin mời các bạn chúng ta hãy đến đầu ngôi chùa xem tình hình ở trong chùa nó như thế nào nhé. Trước chùa có đây là cái cây xanh hay cái si bắt hình con giống để mà tạo hình con rồng hoặc là con lân. Đây các bạn, bây giờ là trong chùa là người ta khóa cửa rồi, thì ở đây thì Minh Toàn cũng chỉ đứng ở ngoài được chứ không vào thắp hương được cho tổ nghiệp ở đây. Đây là trong khuôn viên của cái đền thờ tổ nghiệp. Và trong chùa này cũng có các cây xanh rất là mát. Và làng Văn Phúc này cũng có các cái hai trường mầm non, trường mầm non của Văn Phúc. Đây là khu A và đối diện sang bên kia chùa, nó là trường mầm non của Văn Phúc và là khu B. Xung quanh cái làng nghề này thì dân vẫn sinh sống như bình thường các bạn. Và cũng có một số cửa hàng ở trong làng nghề này bán về lụa thôi chứ còn không phải là tất cả người dân ở trong này đều bán các bạn. Đây bà con cô bác cũng có thể thấy là các cửa hàng ở trong chợ ở Văn Phúc, chợ lụa Văn Phúc Hà Đông bán những đồ rất là đẹp. Chủ yếu là đồ nữ, cái áo của em bé nữa nhìn rất là thân thương. Khi mà quý vị và các bạn hay bà con cô bác mà có đến trên lũ Văn Phúc Hà Đông tham quan thì cũng có thể mua các cái món quà nhỏ để cho các cháu hay là các người trung niên. Ở đây hầu như là đồ của người trung niên thì rất là nhiều. Các đồ rất đẹp các bạn. Trước mặt việc bạn là một cái cổng rất là cũ và kiến trúc của ngày xưa. Đây đường này đi vào ngõ dân các bạn. Thế trong này là dân ở và cổng này kiến trúc từ ngày xưa để lại. Ở đây cái quanh cái khu của chùa thì có rất là nhiều cây xanh và cũng để cho các cái người cao tuổi buổi chiều ra đây ngồi hóng mát. Hiện bây giờ ở Hà Nội là đang là mùa hè và nhiệt độ ngoài trời bây giờ là đang là 37-38 độ C các bạn. Không biết là quý vị các bạn hay là bà con cô bác có ai là người dân Văn Phúc mà cũng sống ở nước ngoài thì khi mà xem được video này cũng
rất mong con cô bác hãy chia sẻ, nói lên cảm nhận của mình ở dưới mục bình luận ở dưới video để mình Toàn có thể là giúp việc bạn quay một cái ngôi nhà của bà con cô bác hay là cái cảnh nào đấy về thân thương nhất của bà con cô bác khi mà chúng ta không lâu chúng ta không về quê được. Đây là trên cái tuyến đường mà từ ngoài đường chính vào trong làng Vạn Phúc. Trong cái làng lụa Vạn Phúc đây các bạn, đây là cái đường đi ra đường chính. Và các bạn thấy ở xung quanh hai bên đường thì đều bán các cái sản phẩm nhìn rất là đẹp. Và kia là cái đằng trước mặt của các bạn là cái khu nhiều cây, đấy là cái khu trưng bày của các cái sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc Hà Đông. Đây là hai bên mặt đường các bạn. Hai bên mặt đường thì vào ban ngày thì là khi mà quý các bạn đến tham quan làng Vạn Phúc thì ban ngày thì là mở cửa, còn buổi tối thì hầu như hai các cửa hàng hai bên mặt đường này đều đóng cửa, đa phần là đóng cửa các bạn. Đây là chúng ta vào cái khu tham quan chuyên sản xuất và phục chế các cái mặt hàng tơ lụa truyền thống Triệu Văn Mạo. Thì mời bà con cô bác chúng ta hãy cùng vào đây tham quan nhé. Đây, trong này là cái khu quan có nuôi, có chú gà tre rất là đẹp. Và ở đây có các cây vú sữa rất là mát các bạn. Và đây là cái khu mà chúng ta cũng có thể vào tham quan. Thì ở đây là như trước mặt bà con cô bác là đây là con tơ tằm. Đấy. Và đây là các cái máy để mà dệt. Nhìn các cái đường chỉ rất là phức tạp nhưng mà các nghệ nhân của dệt thì rất là giỏi và rất là khéo tay. Giờ như mình Toàn nhìn thì nói thật cái việc bạn là mình Toàn cũng chẳng biết được sợi nào như nó là sợi nào để mà dệt được ra như thế này. Đấy, việc bạn thấy dệt ra một tấm lụa như thế này rất là công phu. Đây là chúng ta đang ở trong cái khu Triệu Văn Mạo, khu mà dệt lụa. Các cái máy móc dệt lụa ngày xưa rất là công phu và chi tiết các bạn. Và trong này là để mà chúng ta làm dệt lụa. Con chào bác ạ. Các cái vùng quay này là vùng quay của các cái sợi tơ. Bác khéo tay nhỉ, đi rối à bác?
Cái này là đã ra chỉ ra tơ chưa bác? Đây là cái sợi đũi. Dạ. Đây nó ra là tơ đũi. Dạ. Cái con tầm à, cái con nhộng à, cái con tầm ấy. Dạ. Con tầm người ta kéo ra thì là những cái sợi tơ nõn như vậy. À, thành. Còn cái bã thì nó vâng. Kéo ra cái sợi đũi này. Dạ. Nó là chất tầm thì nó là những cái bã. Để khi vào người ta kéo. Công phu bác nhỉ? Chia xong cái máy thôi nhỉ, con đâm vào máy. Máy giờ đến máy đây mình. Đây mình giờ đang dùng chơi. Để tôi đốt đốt đây. À, nhà mình nhà mất chút. Cái thể nó thuê thì làm sao phải nhà tư vào đất này? À, thì mình là nhà tư vào làng tư. Cái này là xưởng của làng hay là thường là xưởng của gia đình nhà bác? Ông Mão. À, dạ. Gia đình. À, của gia đình đất rộng này. Ông xưa. Thuê là đấy, ngày xưa là của hợp tác. À, tất cả. Thì ngày xưa là hợp tác. Nhưng đất bây giờ ông bán rồi. Chẳng biết họ bán. Đây là được thuê 30 năm nay. Ừ, trường của xã này. Ờ, trường rộng đất rộng lên. Bao nhiêu vậy? Cái sợi tơ nó dài bác nhỉ? Ừ, cái tơ tầm của nó dài. Dạ. Đấy, cái tơ này nó nhỏ tí xíu. Vâng. Chính tơ cơ này, tơ kén này, kén tầm này. Đấy, tơ. Ừ, tơ này sắp. Nhỏ như... Dây nhỏ, nhỏ xíu luôn. Ừ, xíu. Còn cái này là cái bạ của tầm bác nhỉ? Cái này là cái vỏ của con tầm một trăng ấy. À. Kéo hết tơ rồi thì là nó kéo hết tơ. Còn tầm cái vỏ trong thì phải kéo ra cái này. Nó là chất tầm. Cái này vẫn sử dụng được bác nhỉ? Đây là hàng đũi đấy. Dạ. Đây đưa quay nó. Ừ. Thế con chào bác nhé. Đây, như quý vị các bạn thấy, để làm ra một cái tấm lụa thì rất là công phu. Đây, Minh Toàn cũng có thể nói là Minh Toàn nhìn mắt Minh Toàn mắt thanh niên, nhưng mà nhìn cái sợi tơ nó nhỏ như này, Minh Toàn chẳng biết sợi nào là sợi nào. Đây, sợi tơ này nó rất nhỏ quý vị các bạn. Để được ra một tấm lụa tơ tằm của Hà Đông, đặt cái sản phẩm nổi bật của cái làng lụa này thì qua các cái bàn tay của nghệ nhân mới ra được cái lụa tơ tằm mà bà con. Xin mến thưa quý vị và các bạn cũng như là bà con cô bác xa quê, cái video của Minh Toàn chia sẻ về làng lúa Vạn Phúc Hà Đông hôm nay xin tạm dừng ở đây. Rất mong bà con cô bác, nếu ai mà đang định cư ở nước ngoài mà xem những cái video của Minh Toàn, muốn Minh Toàn gửi những hình ảnh hay những video mà về quê hương của bà con cô bác ở xa quê thì xin hãy mạnh dạn để like ở dưới mục bình luận ở dưới video. Thì Minh Toàn có thể có dịp là chia sẻ đến bà quý bà con cô bác xa quê những hình ảnh thân thương của bà con cô bác. Cũng rất mong rằng bà con cô bác và quý vị các bạn hãy ủng hộ kênh của Minh Toàn bằng cách là nhấn nút đăng ký. Đấy là một cái hành động mà giúp cho Minh Toàn ngày càng có những cái video mới thú vị hơn để phục vụ bà con cô bác được tốt hơn. Và cũng như là đấy là một cái động tác để mà quý bà con cô bác xa quê cũng như là các bạn đón xem được những cái video mới của kênh Từ Minh Toàn. Hơn nữa xin mến chào bà con cô bác và xin hẹn gặp lại bà con cô bác cũng như là quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo.